Rồi, xin chào anh em đến với shop Phụ Tùng Trần Đạt nha anh em nha. Hôm nay giới thiệu anh em một cái mặt hàng rất là hot nè. Những cái con ốc cà te ha. Này đời 2000 anh em thì nó sẽ ốc cà te nó là số 0. Đấy. Đa số cái này thì gắn được cho tất cả các dòng xe luôn. Và đặc biệt là những cái xe như là Way Alpha, Way Thái 110 và Future 110 cũng như là Super Rim nha. Là gắn được. Rim Thái cũng gắn được nhưng mà Rim Thái thì ốc nó hơi khác hơn. Số 10. Đây. Thì bộ ốc này mình bán giá 40.000 một bộ nha anh em. Một bộ gồm 4 con. Đây thì mình sẽ cho anh em coi cái chất lượng của nó nè. Anh em thấy không? Nó rất là tốt và cái ấn của nó rất là đẹp anh em. Ấn của nó có một kim tuyến nè. Và đó anh em thấy không? Đó và nó sẽ hơi bảy màu nè. Nó có hơi hướng bảy màu nè anh em. Không rõ. Nó không rõ như là những cái con ở chỗ khác nha. Thì cà te đó, bản chất của nó là sẽ là ốc trắng ha. Đó. Đây nha anh em, rất là đẹp luôn. Đây, đã ốc đầu số 0 nè. Đó. Quay gần cho anh em coi ha. Đó. Em thấy rõ không? Cầm một ốc là thấy rõ nha. Rất là tuyệt vời. Đó, rất chi tiết nha. Ren ốc là rất là ok luôn. Đấy. Thì một bộ như vậy, giá là 40.000 một bộ nha anh em. Ốc chuẩn nha, đúng Honda luôn, đúng zin mới 100%. Anh em nào ta mua có thể liên hệ với Đạt nha. Này thì Đạt bóc ra khỏi bọc rồi. Anh em nào mua thì sẽ còn nguyên bọc cho anh em luôn. Đó. Anh em thấy rất là đẹp nha. Đó, nó rất là bóng luôn. Tuyệt vời. Đó. Đây, những cái bộ như vậy thì nó khi mà anh em chúng ta dọn xe mới thì anh em nên gắn những cái bộ này. Còn những anh em mà dọn xe theo xe thì nên chúng ta gắn những bộ ốc theo xe. Thì cái màu nó sẽ đúng với cái xe của mình ha. Và những anh em mà đã sơn xe lại, các cà te sơn lại, chúng ta mua những bộ này chúng ta ráp vô rất là đẹp này. Nó vừa là ốc zin mà nó lại vẫn đảm bảo được cái độ mới ha. Còn nếu mà anh em mua ốc Trung Quốc thì nó rất là xấu. Ốc Trung Quốc bạn một hồi là mai mốt là nó sẽ hư những cái lỗ răng của cái gắp anh em luôn. Nên là chúng ta phải lưu ý nha. Anh em thấy không? Một bộ thì nó gồm 4 con thì nó sẽ có một con dài nè. Con này nó dài ha, còn những con còn lại nó sẽ ngắn hơn. Đó. Chất lượng thì anh em yên tâm nha, mình bao anh em về gắn cực kỳ ok, rất là đẹp. Đó. Thì rồi anh em nào chúng ta thích cái dòng này, anh em liên hệ với Đạt nha, hoặc là những anh em ở xe chúng ta đang là ốc cà te lô, anh em vặn nó khó khăn, như là nó xấu, nó bị sét, nó bị đen, rỉ ha. Anh em phải liên hệ mình để Đạt mua nha. Cả anh em rất là nhiều, 40.000 một bộ nha anh em, gồm 4 con. Khi còn ốc cà te này anh em lưu ý là cái lồng đèn nó sẽ không có rớt ra nha. Cái lồng đèn nó dính liền luôn nè. Anh em thấy không? Nó dính luôn chứ không có bị rớt ra. Đó là đặc trưng của cái con này luôn. Bóng quá đẹp, bóng rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Anh em nào Đạt mua liên hệ Đạt số điện thoại 0915 434 973 nha anh em.